Hai chào tất mọi người nha. Thì hôm qua mình có đăng một cặp bò ngực xám, thì cặp đó hiện tại mình đã tạm chốt cho một chú ở dưới Thuận An rồi mọi người. Thì chú gọi mình và chú chú muốn bắt cặp đó. Thì bây giờ bữa nay mình cũng xin nói chia sẻ thêm cái này với anh em, đó chính là những con chiên của mình á. Thường thì những con hành lý thì nói chung là mình chia sẻ với anh em là anh em cũng biết rồi đó, ít khi nào mà mình làm cái ăn cái kiểu mà trên trời dưới đất lắm, cho nên anh em cũng thông cảm cho mình. Thật sự mà nói là những cặp chim đó là của anh Trí, thì anh Trí ảnh muốn mình chia lại cho anh em chơi. Thật sự mà nói là không phải là mắc rẻ gì, nhưng mà ảnh hồi trước thì ảnh bị người ta lừa, thì bán những mua những con cặp đó rất là giá cao, nhưng mà mình thì mình chia lại với anh em, thì ảnh kêu mình định giá hết toàn bộ, thì mình định giá như thế nào mình cũng chia sẻ anh em như thế đó rồi đó. Thì anh em ưng mắt thì anh em bắt chứ chứ thật sự mà nói là có rất là nhiều anh em nói mình á, thì toàn là cứ đi lấy chim ở trên giữa chim. Thì thật sự mà nói á, ở trên giữa chim có rất là nhiều chiếc chè lửa, nhưng mà mình tại sao mình không lên đó mình bắt, chứ anh em nói là cứ lên trên đó bắt rồi đem về, thật sự không có đâu. Nhưng mà mình lên thợ không tin, thì mình sẽ để cái video ở trên giữa chim mình quay cho mọi người xem dưới đây nè. Thì mình có quay sơ là ở trên giữa chim có chim đồ đàng hoàng, mà tại sao mình lại không có thì chứ anh em đừng có nói là mình cứ lên trên đó rồi bắt chim về nhà bán, thì thật sự rất là tội cho mình mọi người. Mình chủ yếu là mình đi tìm, đi sưu tầm, hoặc là của những anh em khác gửi mình thì mình chia sẻ lại với anh em thôi, chứ không có, ngoài ra không có cái mục đích gì hết á. Với lại thôi không có nói nhiều nữa, xong rồi giờ mình sẽ vô vụ đề chính của ngày hôm nay của mình, đó chính là mini game. Thì mini game này, cặp chim này là của anh, hay nói chung là hai con này, dầu mình cũng không biết nó là trống máy luôn, thì nó chính là hai con trồng mào, thì do anh Trí tài trợ nha. Cái này là mini game này do anh Trí, thì mình đã nói với anh em rồi, khi nào kênh của mình đạt được mốc 10.000 mình sẽ tổ chức mini game tiếp. Thì bây giờ thì nói chung là mini game của mình thì tất nhiên là sẽ lớn rồi, mình đã nói là cái mốc 10.000 cũng gọi là mốc quan trọng mà mọi người. Thì đây có hai cô chú trồng mèo, thì tí mình sẽ quay sát lại cho người xem đây. Thì hơi lợi chơi như thế này, thì chơi thì có rất là nhiều kiểu chơi rồi anh em, cứ bây giờ thì mình cứ chơi theo xổ số đi cho nó lẹ. Bữa nay là thứ ba đúng không ta, nói chung là đúng rồi, bữa nay là thứ ba, thì mình sẽ chơi thứ năm là xổ số là gì ta. Thôi tính cho giải nhất á, là mình sẽ lấy cái kết quả xổ số giải đặc biệt của cái ngày thứ năm phải không mọi người, của đài miền Bắc. Thì anh em nào á, thì bình luận cho mình ở dưới. Mình thì có hai con sẽ là có hai giải ha. Thì tại hiện tại bây giờ là xe đã đi được rồi, cho nên là mình có thể là mình gửi đi đi xa cho anh em được. Làm hồi bữa hôm qua thì mình có thấy là xe đi Cà Mau với lại xe đi Tiền Giang là ok rồi. Còn ở ngoài Bắc á, thì mình cũng có thấy là có xe chạy tuyến Bắc Nam, họ đăng trên Facebook á, mình cũng thấy có đi luôn rồi. Còn chỉ có tên Đắk Nông, Đắk Lắk thì mình chưa thấy xe đi thôi. Thì mình cố gắng là mình sẽ tìm thêm để xem với coi họ xe họ có đi không. Thì mình nghĩ mấy xe kia đi là tất nhiên mấy xe đó họ cũng sẽ đi ha. Thì hồi lại chơi như thế này là mỗi người sẽ được dự đoán một lần ha, và kèm theo đó là bốn số cuối của số điện thoại của mình nha anh em. Anh em lưu ý cho mình chỗ đó nha, tại vì hôm bữa là cũng có một bạn là mạo danh người khác để mà nhắn tin cho mình để nhận quà, thì anh em cho mình xin là nhắn cái số anh em chọn, thì là chọn là kết, ví dụ anh em chọn 01 thì anh em nhắn 01, và sau đó số điện thoại bốn số điện thoại cuối em là 1234 hay là 4321 hay là 00000 gì đó. Thì anh em nhắn tin bên đó bên dưới cho mình ha, để có gì á thì khi mà mình nhận được á, rồi mình còn kiểm tra anh em được, chứ không thì mình lại bị như vậy. Hôm bữa là mình phải ngồi mình kiếm cả buổi trời luôn mọi người, cho nên rất là cực. Thì anh em chịu khó giúp mình là comment bình luận cái một một số, ví dụ anh em chọn 01, 02, 15, 16 gì đó, thì anh em cứ bấm vô và thêm bốn số điện thoại cuối. Và hạn chót của mình là ngày thứ năm ha, ngày thứ năm mình sẽ chốt là đài xổ số Hà Nội ha mọi người. Xổ số Hà Nội buổi chiều á, chiều khoảng mấy giờ ta, 6 bây giờ gì đó thì sẽ có kết quả. Thì anh em xem trên đó xem mình có trúng hay không ha. Thì mình sẽ chọn hình thức á là
đúng nhất cho mọi người, chứ mình không có chọn gần đúng nha. Hồi trước gần đúng thì mình cũng bị anh em nói này nói kia rất là nhiều, cho nên là mình sẽ chơi đúng nhất. Và sẽ có hai người trúng ha, là mình sẽ tính theo cách là từ tên xuống dưới, là anh em nào bình luận trước thì người đó sẽ được trước, anh em nào bình luận sau thì sẽ không có ha. Thì mình sẽ chọn là hai người. Thì đây đây sẽ là hai chú chim, mình sẽ quay sát lại cho mọi người xem ha. Hai chú châu mao. Thì anh em nhớ là chia sẻ mạnh tay lên cho những anh em của anh em khác có thể cùng tham gia. Thì thật sự mà nói là tuy những món quà này nó không có gọi là đáng bao nhiêu hết, nhưng mà cũng là tình cảm của anh Trí muốn dành đến tất cả mọi người. Đó chính là hai chú chim này thì anh gửi mình để mình có thể là làm mini game cho, để cho anh em tham gia chơi cho vui. Thì anh em thích thì nhớ cho mình một like và đăng ký ha, và chia sẻ thêm cho anh em nhiều nhiều biết đến kênh mình, và có thể là đạt đến mốc 10.000 cho nhanh nhanh xíu thì mình sẽ làm cái mini game lớn. Và nói mini game lớn thì tất nhiên là mình sẽ tặng những con chim nó có giá trị một xíu, chứ không phải là lớn là mình sẽ tặng những con như là con chim chồng mèo hay mấy con gì nhỏ như là chim sắt, chim chích gì đó ha, không có nha mọi người. Và thì mình cũng đang suy nghĩ đến cái ngày đó, và mình cũng đang đến cách chơi và làm như thế nào. Thì anh em cũng có thể là cho mình xin ý kiến về cái chủ đề đợt sau là mình sẽ làm trò gì. Và anh em lưu ý nha, nhớ giùm mình nha, là số anh em muốn chọn và 4 số cuối cùng của số điện thoại nha. Anh em cho mình xin 4 số. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc video đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Thì mong mọi người là mạnh tay vô, để lâu lắm rồi mình không có làm video game cho anh em chơi á.